Ok các bạn ơi, cho mình xin vài giây giới thiệu cái kênh của bạn mình ở bên Châu Phi nha các bạn nhá. Kênh này làm rất là hay này. Kênh này tên là Châu Phi Vlog anh em ạ. Châu Phi Vlog. Đây, Châu Phi Vlog này. Kênh của bạn mình nó đang ở bên Châu Phi. Đấy là rất là nhiều trò hấp dẫn luôn. Đấy, nhìn anh em nhìn vào nhá. Đấy, Châu Phi Vlog anh em nhá. Đây, rất là nhiều video hay luôn. Đấy, Vlog 3 này, đây là công việc chính này. Đấy, anh em xem. Hello. Nhiều trò hấp dẫn anh em ạ. Đây. Chó này. Nhiều trò cắt tóc lúc nãy trên xem mà cắt tóc gì? Cắt tóc bằng panh, cắt tóc bằng panh. Đấy, cắt tóc chỉ cần panh vậy thôi. Đấy. Đấy, anh em hãy vào ủng hộ và đăng ký kênh Châu Phi Vlog của bạn mình nhá các bạn nhá. Ok thì các bạn vào xem video tiếp nha. Trai em tìm người có nhiều người yêu. Xin chào các bạn, mình là Vũ Chiến. Thảo đi, trời ơi. Chào mọi người á, Thảo đây. Hà đây, Hà đây. Thảo ơi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp của mình. Mày em đấm bên đây. Hôm nay Chiến với anh Huân xuống đây để quay thì em Huân đi mua đồ để quay, rồi mua hoa quả để tí nữa quay. Thì Chiến đang nghĩ ra một cái trò mới là Chiến tí nữa anh Huân đến đấy, Chiến với Thảo sẽ giả vờ cãi nhau để xem anh Huân phản ứng anh Huân thế nào nhá. Bởi vì hôm nọ là chia tay anh Huân đã giải quyết được rồi, hôm nay Chiến sẽ Thảo sẽ định đánh nhau luôn đấy. Điều. Nhá. Giờ anh em mình sẽ cãi nhau. Anh em mình sẽ cãi nhau. Cãi nhau để cho anh Huân để cho anh Huân. Mày nói luôn đi. Không biết kịch bản. Để cãi nhau, cho anh Huân đến. Để cãi nhau. Huân, anh Huân thế nào? Anh Huân thế nào? Mày im đi. Nói nhá. Đấy, giờ Chiến xe dầu mới quay nhá, để anh Huân đến thì Chiến sẽ với Thảo sẽ giờ vừa cãi nhau, định đánh nhau luôn nhá, xem bản thân anh Huân xem nào nhá. Điều. Anh Huân có giải quyết được không nhá? Điều. Thôi nói chuyện mày. Nhận đầu với mày đây nhá. Ok, Chiến sẽ giấu mới quay đây nhá. Nếu anh Huân đến thì mình sẽ ấy nhá. Làm gì? Mày ấy. Mày ấy. Anh ấy, lúc nào cũng mày. Đi, xem mày đi. Mày. Idol, bây giờ nào? Sao? Người có người yêu, nào thì người gái. Mày sao? Nào trai. Mày gọi tao có cái gì không? Mình gọi mày xem còn gái ở lớn trai à? Cái tao. Mẹ. Đi em đi quay video nào gái kìa, gái kìa. Cái gì? Mày sao? Cái tao thế này. Ảnh này. Đánh điều trai nè, ảnh tao điều Sơn Tùng như cái gì đâu nhở? Đấy, Sơn Tùng mày đi, mày đi mày yêu nó đi. Yêu được yêu rồi. Lớn thật. Vợ của chả con. Anh em chinh. Anh cãi nhau rồi. Anh nhỉ anh. Bố mới đang ngồi mày nữa. Anh cãi nhau hai đứa. Về. Mày không đuổi tao nhá. Bực lắm rồi nhở. Chứ mày cãi nhau rồi. Đấy, cậu em ăn. Đấy, cầm cung cung mày ra, ăn đi đây. Ôi, cãi nhau. Yeah. Không gì, không lo gì. Đây, đây yêu nó, cầm lấy ôm nó, yêu nó. Ôi, cãi nhau cái gì? Người yêu nhưng bức ảnh đấy. Nào, tìm ra. Sao? Hả? Sao? Cái gì đây? Sao? Không, chúng mày như trẻ con ấy.
mực lắm rồi nhỉ. Mày muốn anh đi, anh đi thở khóc này, ấy nhiều thì thở khóc này. Ấy. Ấy. Đi nhờ. Mày đi đái rồi mà không yên. Ấy em ạ, em thấy huân chương nào. Chết rồi. Thở khóc này, nhìn thở khóc này. Cái mặt đấy. Không em mắt không còn đỏ đâu, người ta không tin đâu. Không tin đâu à? Thở khóc luôn nhờ. Tin không? Thở đi sâu quá nhỉ. Không phải đâu, có bị quát. Mày quay đi, tao đang hỏi mày quay cái gì. Đấy, mày quay gì đấy. Quay nhau quay nhau đánh nhau thì em phản ứng anh nào thì nó thấy như nó mình chia tay thì anh thấy anh ấy quá tốt quá anh nhẹ anh chúng mày thế bây giờ hôm nay anh giải hòa đi, hôm nay anh đánh nhau thật giải hòa đi rồi được không mày tao thật kìa xấu nhưng là tao không biết này không mắt à như nhau kiểu giáo gì ấy hả trình đấy nhở ngồi đấy tao chịu tao lần mắt rồi lòi mắt rồi nè mọi người nhớ Thảo không? Quay mặt đây này nhớ Thảo không hả? Tao đưa công trình của tao rồi anh Tùng của tao đến hơn công trình của mày Tùng bán Tùng bán đấy anh thằng Tùng kìa thằng Tùng của nó thằng Tùng của nó ấy anh nhớ ấy thằng Tùng của nó bảo đi theo em đi sách dép thì em nhẹ không cho em ấy nó bảo cho làm vlog cùng ấy ở đấy nó bảo ăn đồ của tao ôi người yêu các bạn thấy thế nào người yêu mình nó thế nào mày có phải thế nhá đấy tình yêu mày phải thế nhá chỉ có mấy câu khóc chửi mấy câu khóc đấy, anh Sơn xem nào anh ấy anh ấy Huân tao chỉ thấy chúng mày như trẻ con ấy trẻ con á vẫn 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 mà có người sợ vẫn mà có người can người can thì cứ thôi anh ơi à anh ấy không ôm mày là ôm tao anh đã hiểu anh ấy thế nào rồi anh ấy đi nhưng mà cứ thấy lợi dụng chờ mong tao đi chờ mong bóc thằng em ạ. Qua cái vụ này Chiến lại nhận ra một điều mới nữa là anh Huân BD. Chứ mày cứ quay mặt mày không nhở? Anh Huân BD đấy, quay mặt vợ tí. À không mặt em tí. Bố mày bố ấy. Đấy. Qua vụ này Chiến thấy anh Huân BD đấy, cứ sờ chim.
không ngay thảo để cứ thấy bóc vú anh. Ôm anh em vẫn ngại cây tìm hết đấy. Thích quá cây tìm hết, thấy không? Thích quá cây tìm rồi anh em ạ. Nếu mà đấy thì ta lấy son của Thảo bôi thôi. Bạn thấy cái màn thử lòng xem phản ứng của anh Huân này có ok không? Nếu mọi người có ý tưởng gì comment bên dưới nha. Đấy, comment bên dưới cho chiến chôn Thảo nha. Chia tay Thảo tiếp nha. Cho Thảo chôn chiến. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like và chia sẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ chiến nha. Giờ chắc phải tạm biệt mọi người thôi. Bye. Chào mọi người. Đừng quên.